Rồi hồi nãy Thiện Thông có nói một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, gọi là bán tự quy sư mà nhất tự quy sơn. Cho nên cả đời này thì ai làm thầy mình là làm thầy. Cho nên hồi bữa trong một buổi nói chuyện với Phật tử, mấy em nó không có dám đưa lên, tại vì là sư Minh Đạo có nhắc đến sư phụ Chân Quang. Mọi người á nói tại sao mà gọi thầy Chân Quang là sư phụ? Ủa, thầy Chân Quang đã từng là giáo thọ sư, dạy dỗ cho sư Minh Đạo những năm tháng 93, 94, 95, 96, 97, 99, ngần ấy năm giáo thọ cho mình, dạy những bài học như là tâm lý đạo đức, dạy tới 2 lần tâm lý đạo đức, những cái bài như vô ngã, rồi khiêm nhường, từ bi, trí tuệ, đức hạnh, rồi nghèo và giàu, sân si, nghiệp quả, là thầy dạy cho mình. Thì đâu cần phải hơn thua tranh chấp với lại một nhà sư đắng lòng như vậy. Con thấy sư đi chân trần 30 năm, ngủ trong hang đá, ngồi không ngờ trong có nặng, ngồi xuyên suốt 26 ngày, ngồi đến nỗi mà khi mà xả ra đi khất thực là cái chân nó cứng lại không đi được, phải dịnh vô cái thân cây phải 1 tiếng mấy đồng hồ rồi mới bắt đầu mới đi từ từ xuống núi được, mà xuống núi xong về là bắt chân cái già luôn không nằm. Con nói thiệt á, con bây giờ con đã chừng tuổi này rồi, con ráng con ngồi hơn 1 tiếng mà nó đâu nhức gì không nổi. Sau cùng rồi mình cũng y theo câu nói á của một bậc chân sư nào đó trong đời, sống á mà ngồi không nằm, chết mà nằm không ngồi, chỉ là cái xương thúi có chi công với tội, là câu thứ nhất. Chúng tiểu ngày thơ vì sao lâu lâu cái gì cũng độc, với rắn chuông đuôi chuông nó cắn, có khi á rắn rắn gì mà nó cắn cái bước ba bước chết không có cứu nổi đâu, là loài rắn. Rồi loài sói, rồi đặc biệt là sói lang, rồi hùm beo cọp, những cái loài đó nó đều ăn thịt người, nó ăn thịt đồng loại hết. Rồi thần đập lỡ đây con trăn mà nó nuốt mình một cách thoải mái luôn đấy. Cho nên mới có cái đạo là vật dưỡng sinh đó, người ta có thể quân bình được cuộc sống. Cho nên nó nếu mà mình tràn lan cái tư tưởng không sát sanh, đôi lúc nó cũng thật. Cho nên người tu mình á, thì có sự bi mình từ bỏ được cái tốt, còn không phải ai cũng vậy. Đối với vị thù thì khác chứ. Bây giờ mình tu tu với người ta qua, ta giết chết làng mạc của mình, ta qua ta giết chết hết đất nước quê hương của mình, bao nhiêu anh hùng đứng lên để tìm hòa bình cho mình, cái mình nói không, mình không có, mình không có đụng đến gương đao, thì như vậy là mình cũng không đi quê hương tổ quốc. Chính vì vậy mà ngày xưa mới có những nhà sư người ta bỏ đi đời thoát lên chiến bờ, có chứ, có những nhà sư bỏ đi vào thoát lên chiến bờ là vì thật sự ra có những trường hợp phải xét tăng để binh vực, để bảo vệ những phần tự yếu đuối
mà bảo vệ hạnh phúc của quê hương đất nước và con người. Điều đó có nghĩa là không phải lúc nào tu cũng ngồi một chỗ thì được, mà tu phải hòa nhập vào cuộc sống tự nhiên hàng ngày nha. Con xin thương chúc mọi người có sức khỏe và rất biết ơn mọi người đến đây thăm con. Cho ngàn trái tim luôn. Thật ra thì thầy sư tự do tụi con có 5 phút 10 phút với nhau để mình còn đi làm bánh ướt. Hôm nay sư phụ xin đi làm bánh ướt với các học trò luôn. Vậy hôm nay là hay đi làm thức ăn cho mấy cháu lắm. Để ủng hộ mấy cháu á, tại gần đây là mình đã công khai cho mấy cháu ăn mặn. Vì đây là cái nhu cầu chung của bên phòng lao động. Họ yêu cầu mình phải công khai thức ăn. Và mình phải có menu á, mình trình cho mỗi quý. Cái này là lâu rồi, cả 10 năm trước họ đã cho mình cái tư tưởng này rồi. Mà kiểu như là mình không phối hợp cái vấn đề này ở nhà chùa mà. Xong rồi bây giờ mình phải làm. Thì làm thì phải có thức ăn đàng hoàng chứ. Chứ anh làm mà cứ đậu hũ dưa leo hoài là nó không có hợp lý với con nít á. Cho nên thôi thì mọi người thông cảm cho Minh Đạo. Minh Đạo cũng phải xen vô phụ với chị Bảy nhiều lúc trễ á, làm cho mấy cháu ăn tôm cua gì làm hết á, mua về nấu chứ không có sát sanh. Giống như mình nghĩ là tu theo Phật giáo Nguyên Thủy á, là quý sư bên Theravada đó cũng ăn như vậy nha, nhưng mà Phật tử cúng thì ăn ha. Phật giáo Nam truyền là vẫn ăn như vậy thôi. Mình cho các em nó đổi tông đi, tu theo Nam truyền đi ha. Để hôm nay ăn bánh ướt chay hay mặn gì đều được nha, đừng suy nghĩ gì hết. Còn con thì con vẫn ăn chay, tại vì con ăn chay là con ăn chay bẩm sinh, nhỏ là con ăn mặn nó không tốt, ăn không được, nên sau cùng là mẹ phải nấu chay cho con ăn. Thì con ăn chay bẩm sinh nên con không có thèm đồ mặn. Tuy nhiên mình sống với mấy em thì mình hòa đồng. Đối với con là chay mà thực tế là chay trong lòng, chay trong tình nghĩa, chay trong sự vui vẻ an lạc, thì cái chay đó nó sẽ tốt hơn cái chay mà mình gắt gỏng quá. Nhiều người là nghĩ rằng mình tu phải ăn chay, xong tự nhiên mình phải có những cái cung cách nó hơi kỵ dung, như nó khác biệt quá. Nhưng mà cái tính khí của mình thì nó không được bình thường. Thù ai là thù dai, quá trời quá đất. Ghét ai là ghét cho đến chết cũng vẫn còn mang trong lòng. Dù là anh chị em trong nhà cũng không có đối xử nhau một cách bình thường. Con nói thiệt, con cũng có những cái nỗi niềm đó. Con có một bà chị lúc nào cũng gây gỗ với con đó. Nhưng mà con vẫn để chị lên trên trái tim từ bi. Tại vì đối với người tu hành thì không có thân sơ, ai cũng thương giống nhau. Và phải cố gắng sống với cái tâm của Đức Phật để mà được thành. Cho nên nhiều lúc chị chửi cả đêm luôn, mình cũng vẫn qua kỳ. Bây giờ quay trở lại vậy nè, trong cái nghĩa thầy trò thì nó không phải là mình đi tu mới gọi là thầy. Đi tu gọi là sư phụ á, bên Trung Hoa ta gọi là sư phụ á, thì là sư là thầy, còn phụ là cha. Tức là cha này là kim luôn cả mẹ. Tức là cha mẹ là ôm ấp tình thương, nuôi nấng con một cách thật lòng, hy sinh đời sống của mình, hạnh phúc của mình cho tất cả những đàn con, gọi là phụ. Còn sư có nghĩa là người thầy hướng dẫn cho mình, coi như là từ bỏ cái si mê, cái cách sống lầm lạc, nhất là cái tham sân si của mình, đó là thầy, gọi là sư á. Nhưng mà ngoài ra, cái người dạy mình cái chữ cũng là thầy, cái người truyền cho mình cái nghề cũng là thầy. Và thậm chí á, người miền Bắc hồi xưa á, còn dùng cái từ thầy chính là cha mẹ. Cho nên có mấy bài hát thầy mẹ có thể vui lòng đó, nhớ không? Tức là mẹ và thầy có nghĩa là cha và mẹ, là bằng lòng cái mối đương nhiên này. Cho nên cái chữ thầy á, thì nó bẻ đôi một chữ một nghĩa cũng là thầy. Chỉ cần á, tam sư đồng hành, tất hữu ngã sư, có nghĩa là ba người cùng đi với nhau. Tam nhân chứ, tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư, có nghĩa là ba người mà đi chung với nhau thì trong đó cũng có người làm thầy của mình. Bởi vì sao? Thầy ở đây là từng chút kinh nghiệm họ chia sẻ cho mình, mà mình thấy được cái đúng để mà mình thay đổi cái sai của mình thì cũng đã là thầy rồi. Ví dụ như mình ăn nói với bạn thân của mình, mình kêu mày tao mi tớ, xong cái người đó nói chứ, cho dù thân thì thân chứ cũng đôi khi cũng phải giữ kín nha, khách sáng một chút.
lúc mà bạn mà mình nổi cọc rồi á, thì mình đừng có nói những cái lời nói nó quá chân thật. Lúc đó bạn mình á, không còn sáng suốt để cảm nhận cái tiếng mày tao là thân thiết nữa, mà nó tưởng mình sốc nó nổi nóng lên, thì cái thân thiết này vô tình này là cái mũi tình đó khiến cho nó nổi nóng lên là không tốt. Vì vậy cho nên cũng có những cái cụm từ mà đơn giản lắm là hạnh phúc của một gia đình mà biến thành một cái ngọn lửa thì cũng không tốt. Cái mình học liền cái đứa bạn đó nó nói vậy thì mình coi như rút kinh nghiệm, mai mốt bình thường thì nói mày tao, mà lúc nóng lên kêu anh em, kêu huynh đệ, kêu tỷ muội, kêu chị em, để cho cái ngọn lửa sân của cái người bạn của mình nó đang bùng cháy á, mà cái giọng nói của mình nó hài hòa khiến cho cái ngọn lửa đó nó dở. Thì đây cũng là cái bài học mà người bạn mình trao tặng, cái gọi là tâm nhân đồng hành, tất hữu ngã si. Rồi hồi nãy Thiện Thông có nói một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, gọi là bán tự vi sư mà nhất tự vi sư. Cho nên cả đời này thì ai làm thầy mình là làm thầy. Cho nên hồi bữa trong một buổi nói chuyện với Phật tử, mấy em nó không có dám đưa lên, tại vì là sư Minh Đạo có nhắc đến sư phụ Trân Quang. Mọi người nói tại sao mà gọi thầy Trân Quang là sư phụ? Ủi, thầy Trân Quang đã từng là giáo thọ sư, dạy dỗ cho sư Minh Đạo những năm tháng 93, 94, 95, 96, 97, 99, ngần ấy năm giáo thọ cho mình, dạy những bài học như là tâm lý đạo đức, dạy tới 2 lần tâm lý đạo đức, những cái bài như vô ngã, rồi khiêm nhường, từ bi, trí tuệ, đức hạnh, rồi nghèo và giàu, sân si, nghiệp quả, là thầy dạy cho mình. Mặc dầu là trong một cái lớp học gia giáo tại Tịnh Xá Ngọc Sơn Vinh có cả 100 thanh niên học chung, thời điểm đó mình mới có 20 tuổi, 19 tuổi. Rồi sau này xuống trường Phật học Long An, thầy cũng dạy nguyên 4 năm trời như vậy. Là cái chuyện mình học những tinh hoa của thầy, những cái lúc mà thầy sáng suốt nhất trong cuộc đời của thầy, những cái điều mà hay ý đẹp mà thầy trao cho mình thì là mình học. Còn trong cuộc đời của thầy mà thầy có những cái vấp ngã gì, đó là chuyện của luật pháp, của nhân sinh, của nhân loại. Riêng mình thì mình đừng có từ bỏ. Cho nên vẫn mãi gọi thầy là sư phụ. Còn chuyện của thầy là mình không có thể nào ngoài cái sức tưởng tượng của mình thì mình buông. Nhưng người thầy dạy cho mình thì vẫn gọi là thầy. Đừng có vì thấy có những cái sự việc gì liên quan rồi xong mình khinh bỉ người ta, mình quay lưng mình chửi mắng người ta, đâu có được. Thấy không? Dù gì cũng là người cha sinh ra mình, dù gì cũng là người mẹ đẻ ra mình, thì người ta có giày vò thì bản thân mình cũng không chịu cha mình ăn cướp. Mấy ai trên đời chịu cha mình ăn cướp? Vì vậy cho nên những đệ tử của thầy ấy, binh vực thầy ấy, trong một khoảnh khắc nào đó mình cũng cảm thấy thật sự là đáng thương và cũng trân trọng. Nhưng đừng quá cố chấp, đừng quá cố chấp. Tại vì sai thì phải chấp nhận những cái điều để mình sửa. Như bản thân con á, con biết mình sai rồi con sửa. Và con biết người ta vu khống con, thì cái điều con cần làm là con không hận thù. Và con biết mình ủng hộ cái gì đó đúng, thì dù hàng ngàn người không chấp nhận, con vẫn kiên trì. Đây là tính kiên trì nhẫn nhục, chịu đựng của mình. Ví dụ con là nhà sư của giáo hội, trước đây là từng là ủy viên thường trực của ban trị sự tỉnh, phó ban trị sự của thị xã Phú Mỹ, chánh đại diện cái liên xã này 1.400-1.500 tăng ni, là những cái nhiệm vụ không lớn trong giáo hội nhưng mà rất quan trọng cái địa phương này, nhiều tăng ni và được tăng ni quý mến, giáo hội cũng yêu thương. Và khi con nói lên tiếng nói ủng hộ sư Minh Tuệ là được sự giáo dưỡng của quý thầy, con xin sám hối và con xin nhận khuyết điểm. Nhưng con không bỏ cái điều mà con cảm nhận được, vì con cho rằng sư Minh Tuệ chính là bậc chân tu. Nếu mà nói là sư Minh Tuệ là một vị Phật của Việt Nam cũng không phải là quá đáng. Với cái hành trạng 6 năm tu hành như thế thì không phải là quá đáng. Có khi mình tu cả một đời người của mình mà mình không có làm được cái việc như thế. Mình cũng cơm áo gạo tiền là chính, mình cũng vẫn là xây dựng, rồi mình vẫn hơn thua tranh chấp trong cuộc đời mình là nhiều. Nhưng thật sự mình sống với chính mình, gọi là bản lai diện mục của mình, thì mình là chưa bao giờ được sống. Nếu người mà đã sống thật với bản lai diện mục của mình
thì không có Phật lòng khi Phật tử mặc chiếc áo gọi là áo sư Minh Tuệ. Có những Phật tử khóc với con nói sư phụ con đuổi ra khỏi chùa với lý do là con mặc chiếc áo sư Minh Tuệ vô lễ Phật. Thì con nghĩ là người mà tu chân chánh thì không có cảm xúc đó. Con nói là con xin lỗi chư tôn đức nào buồn con thì con xin sám hối, nhưng mà người tu chân chánh không buồn. Người tu chân chánh không buồn Phật tử của mình đến chùa khác làm công quả, đến chùa khác cúng dường hoặc là đi thập tự yêu thương các thầy khác. Tất cả chúng ta đều là tứ hải giai huynh đệ, gọi là tứ chúng. Tứ chúng là gồm tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni. Phật tử là cận sự nam, cận sự nữ, tử nam và nữ gọi là tứ chúng. Còn nếu thất chúng là tính luôn cả sa di và thức so manani và tỳ cái gì sự, tức là tính luôn những cái chức phận ở trong đó nữa đều là thất chúng. Còn căn bản là tăng và ni cùng Phật tử nam và tử nữ thôi, và cùng là họ thích. Dù là chúng ta tu theo tông phái nào cũng là thích, dù chúng ta ở xứ sở nào, Tích Lan hay Miến Điện hay là Tây Âu gì, mà chúng ta biết tu hành là đều là huynh đệ. Còn nói rằng là tất cả chúng sanh trên cuộc đời này dù màu da chủng loại nào đều một dòng máu, là nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ, chúng ta đều bình đẳng yêu thương hết, thì không có lý do gì chúng ta phân biệt một nhà sư Minh Tuệ. Nếu một người mà say xỉn nè, một người mà đánh cha đánh mẹ nè, một người trộm cướp mà người ta quay đầu, thì nhà Phật cũng vẫn mở cửa lòng từ ra đón tiếp hết. Cái đó gọi là quay đầu là bờ. Tại trong nhà thiền nhà Phật có cái câu quay đầu là bờ. Chỉ cần mình biết quay đầu thôi là tới Phật luôn, chứ không cần quá khứ mình trộm cướp giết người cướp của gì cả. Và người ta còn nói là cái đó nó còn quan trọng hơn cái tù đầy ở thế gian. Vì cái tù đầy thế gian người ta sát phạt nhau nhiều quá, cho nên cái người đó họ không thật sự sám hối. Đó là lý do sau khi tù đầy xong họ vẫn chứng nào tật nấy, thì gọi là ngựa gì? Ngựa đúng, ngựa quen đường cũ. Nó đã sạch thành một cái hệ thống trong xã hội mới thành có những câu nói đó. Còn đến lúc mà nhà thiền dạy là tội từ tâm khởi tương tâm sám, tâm được tịnh rồi là tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thấy đều không, ấy mới thật là chân sám hối. Người ta mà đã tịnh tâm rồi, buông nhẹ rồi thì coi như là địa ngục hay thiên đường từ một ý niệm. Nếu trước đó một ý niệm hơn thua là địa ngục, sau đó một ý niệm sáng suốt là thiên đường. Thiên đường với địa ngục cách nhau đường tơ kẻ tóc trong ý niệm thôi, thì đâu cần phải hơn thua tranh chấp. Với lại một nhà sư đắm lòng như vậy, con thấy sư đi chân trần 30 năm, ngủ trong hang đá, ngồi không ngờ trong có nặng, ngồi xuyên suốt 26 ngày, ngồi đến nỗi mà khi mà xả ra đi khất thực là cái chân nó cứng lại không đi được, phải dịnh vô cái thân cây phải một tiếng mấy đồng hồ rồi mới bắt đầu mới đi từ từ xuống núi được. Mà xuống núi xong về là bắt chân cái già luôn, không nằm. Con nói thiệt á, con bây giờ con đã chừng tuổi này rồi, con ráng con ngồi hơn một tiếng mà nó đâu nhức dữ không nổi. Sau cùng rồi mình cũng y theo câu nói á của một bậc chân sư nào đó trong đời, sống á mà ngồi không nằm, chết mà nằm không ngồi, chỉ là cái xương thúi có chi công với tội, là câu thứ nhất. Câu thứ hai là có một vị thiền sư đó cứ mãi ngồi, mà cái vị thiền sư còn lại là phải đi nấu cơm, phải đi chặt củi, phải đi gánh nước, phải quét nhà với cửa, phải lau đường điện Phật, rồi phải lạy Phật, phải làm tất cả những công việc trong ngôi chùa. Mà một vị sư còn lại cứ ngồi mãi ngồi. Ông sư kia ông khó chịu quá, một mình ông gánh quát bao nhiêu việc ông gánh không nổi. Ví dụ mình phơi củi trời mưa, một mình làm sao chạy đi đi lấy củi vô mà cùng lấy quần áo vô được, rồi lấy gạo mì vô được. Thành thử nhà sư này mới khó chịu quá. Sau những năm tháng tu với cái sư bạn này mới muốn dạy cho sư bạn này một bài học, thì ông ta lấy một cục gạch vô, ông ta ngồi trước mặt ông sư đang ngồi thiền kia, ông ta mài, cứ mài miết như vậy trước mặt. Lâu ngày ông sư kia mới thất vọng quá và nghi vấn quá và khó chịu quá, mới hỏi ngươi mài cục gạch chi vậy, mài hoài vậy. Nói là mài cái cục gạch này để làm cái gương để soi mặt. Thì cái vị sư ngồi thiền đó mới nói, ngươi có mài suốt kiếp thì cũng không thể là cái gương được, tại cục gạch nó đâu có phải gương đâu mà mài. Thì nhà sư này chỉ cần chờ nhà sư kia mà trả lời như vậy là ngài nhà sư này đốn liền một chỗ luôn. Vậy thì ông ngồi suốt đời cũng thành Phật được. Thành Phật đâu có phải là ngồi, thành Phật là ứng xử là thanh tịnh. Mà đã là thanh tịnh rồi thì đâu có một cái bức tường nào nó ngăn cách cái sự thanh tịnh. Cái hình tướng á,
thì cách một bức tường là mình không thấy nhau, xa hơn 100 mét là nói không nghe. Nhưng mà tâm linh thì không có ngần mé, không có trước sau, vậy là gọi là Như Lai, à, không có thủy, không có chung, không đến và không đi. Đó là chân lý của nhà Phật mà. Sao tự nhiên này cứ lấy cái thế ngồi mới là người tu vậy? Cho nên nhà sư Trí Hoàng, đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vô trong rừng ngồi 20 năm. Nhưng mà sau đó Ngài Pháp Đạt tới đó nói: anh có ngồi đến suốt kiếp anh cũng không đắc đạo đâu, hãy tranh thủ đến Lục Tổ Huệ Năng đi, Lục Tổ Huệ Năng khai thị cho anh. Đó, mà tới giờ tóc gáy. Ông kia ngồi 20 năm tưởng rằng là mình tu đó, xong sau cùng phải đi tìm Lục Tổ Huệ Năng để khai thị, không phải ngồi hay là nằm, mà là thanh tịnh trong mọi thời mọi lúc, đừng để tham sân si phiền não nó chiếm lấy tâm tư của mình, thì cái đó gọi là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền. Cho nên chúng ta mà phản bác, chúng ta chê trách một nhà sư hiền lành đức độ như sư Minh Tuệ, chúng ta đã đánh mất đi lương tri của chính mình, chứ không phải chúng ta đánh mất sư Minh Tuệ. Bởi vì sư Minh Tuệ vốn là của nhân loại, có ai đánh mất được đâu. Cái nào mà của lòng dân, của lòng người thì không ai đánh cắp được, cũng như trái tim của mình không ai đánh cắp được. Người ta có thể đánh cắp vàng bạc của mình đeo trên tay, người ta có thể đánh cắp tiền bạc của mình khi mình cho người ta vay người ta không trả, thậm chí nhà cửa của mình người ta cũng giật được. Nhưng trái tim từ bi của mình, sự hiểu biết của mình, trí tuệ của mình, không có một đấng cứu thế hay là một quỷ cấp pháp màu thần lực nào mà đánh cắp được. Thì sư Minh Tuệ vốn là của nhân loại, không ai mà có thể đánh cắp được. Tuy nhiên cái mà đánh cắp mà mất đó, chính là mất cái lương tri của chính mình. Khi mình từ bỏ một Đức Phật ra đời thì mình từ bỏ cái lương tri của chính mình, đây mới là quan trọng. Cho nên con mới nói là con sẽ bỏ hết tất cả nếu mà mọi người cầm. Mọi người cầm lại con bỏ, cầm chú thì bỏ chú. Thì từ đầu cũng muốn cho sự định rồi, cầm chú Tiểu nuôi giùm con cũng buông luôn. Con không dám bỏ sư Minh Tuệ dù là một ý niệm, vì đó là Phật của chúng ta mà. Phản quý vị, quý vị thấy sao? Quý vị im ru có nghĩa là sao ta? Nhiều khi mình nói mình muốn biết người ta có đồng ý với mình. Hồi sáng con cũng nói câu chuyện này đồng với nhà sư kia, không được. Con thương chúc mọi người có sức khỏe và cảm ơn đến tu viện của con thăm con và các chú nha. Chút xíu con sẽ ăn bánh ướt thật là nhiều. Xin cảm ơn. Dạ, rồi chúng ta cùng đi làm.